tại sao vì dùng tâm vi diệu vào vô biên pháp giới vì vào vô đẳng sai biệt nghiệp quả vì vào cảnh giới tam muội không nghĩ bàn vì vào cảnh giới tư duy không nghĩ bàn vì vào cảnh giới tự tại của tất cả chư phật vì được tất cả chư phật hộ niệm vì được đại thần biến của tất cả chư phật vì được mười thứ lực khó được khó biết của các như lai vì vào cảnh giới hạnh viên mãn của bồ tát phổ hiền vì được sức thần thông không mệt mỏi của tất cả chư phật phật tử tuy đại bồ tát có thể ở trong định một niệm nhập xuất nhưng cũng chẳng bỏ thời gian lâu dài ở trong định cũng chẳng chấp trước Tuy nơi cảnh giới không nương trụ, nhưng cũng không xả bỏ tất cả sở duyên. Tuy khéo vào sát na tế, nhưng vì lợi ích tất cả chúng sinh mà thị hiện thần thông của Phật không nhàm đủ. Tuy đồng vào Pháp giới, nhưng không được bờ mé Pháp giới. Tuy vô sở trụ, không có xứ sở, nhưng luôn nhập vào nhất thiết trí đạo, dùng sức biến hóa khắp vào trong chúng vô lượng chúng sinh trang nghiêm đầy đủ tất cả thế giới tuy lìa phân biệt điên đảo của thế gian vượt qua sự phân biệt tất cả các địa cũng không xả bỏ đủ thứ các tướng tuy đầy đủ phương tiện khéo léo nhưng rốt ráo thanh tịnh tuy không phân biệt các địa của bồ tát nhưng đều đã khéo vào các địa phật tử ví như hư không tuy dung thọ tất cả sự vật mà lìa có không đại bồ tát cũng lại như thế tuy khắp vào tất cả thế gian mà lìa tưởng thế gian tuy siêng độ tất cả chúng sinh mà lìa tưởng chúng sinh tuy biết sâu tất cả các pháp mà lìa tưởng các pháp tuy thích thấy tất cả chư phật mà lìa tưởng chư phật tuy khéo nhập đủ thứ tam muội mà biết tất cả pháp tự tánh đều như không có nhiễm trước tuy dùng vô biên biện tài diễn nói vô tận câu pháp là tâm luôn trụ lìa pháp văn tự Tuy thích quán sát, nói pháp không lời mà luôn thị hiện âm thanh thanh tịnh, tuy trụ tất cả pháp tế lìa lời nói mà luôn thị hiện đủ thứ sắc tướng, tuy giáo hóa chúng sinh mà biết tất cả pháp rốt giáo tánh không, tuy siêng tu đại bi độ thoát chúng sinh mà biết cõi chúng sinh vô tận vô số, tuy thấu đạt pháp giới thường trụ không thay đổi mà dùng ba luân điều phục chúng sinh, luôn không nghỉ ngơi tuy thường an trụ chỗ trụ của như lai mà trí huệ thanh tịnh tâm không sợ hãi phân biệt diễn nói đủ thứ các pháp chuyển bánh xe pháp thường không nghỉ ngơi phật tử đó là đại tam muội trí thiện xảo pháp giới tự tại thứ chín của đại bồ tát